cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do ông cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Tổng thống Zelensky cho biết việc cách chức tướng Valery Zaluzhny là sự khởi động lại và thay đổi cách quản lý chỉ huy quân sự. Theo ông, vấn đề không phải là thay đổi đường lối hành động của Ukraine mà chỉ là về những điều không thay đổi trong thời gian gần đây. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi phải nhanh chóng hơn. Điều đó có nghĩa là cần phải thay đổi bộ máy, nếu không chúng tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Ông Zelensky cũng được hỏi về việc trao danh hiệu anh hùng Ukraine cho ông Zaludny và liệu điều này có nghĩa là vị tướng này sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách của Tổng thống hay có thể chuyển sang phe đối lập. Về điều này, ông Zelensky trả lời rằng đó là lựa chọn của ông Zaludny, đồng thời nhấn mạnh ông ấy đã bảo vệ đất nước của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi phong tặng ông ấy danh hiệu anh hùng Ukraine. Tôi rất biết ơn ông ấy. Trước đó, Tổng thống Zelensky thông báo quyết định cách chức Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaludny. Thay thế ông Zaludny là ông Oleksandr Sitsky, 58 tuổi. Trong một tuyên bố trên Telegram, tướng Zaludny cho hay nhiệm vụ của quân đội Ukraine năm 2022 khác xa so với nhiệm vụ năm 2024. Vì vậy, cần thay đổi và thích ứng với thực tế mới, Tướng Zaludny nói rằng ông đã có cuộc nói chuyện quan trọng và nghiêm túc với Tổng thống Zelensky và cho biết thêm, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi cần thay đổi cách tiếp cận và chiến lược. Chuyển sang diễn biến về cuộc xung đột Ukraine và Nga, chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trước Nga nếu ưu tiên phòng thủ và xây dựng lại năng lực chiến đấu sau thất bại ở Adipka. Tiền tuyến Ukraine đang chứng kiến sự đào chiều nhanh chóng khi chiến dịch phản công quy mô lớn của Kiev thất bại. Nga củng cố được lực lượng và chuyển sang phản công. Việc thành trì Adygea thất thủ là thất bại đáng kể nhất của quân đội Ukraine trong gần một năm qua, Giáng đòn mạnh và tinh thần binh sĩ có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực tuyển quân để bổ sung lực lượng của Kiev. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã pha thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Adygea. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn có thể gượng dậy sau loạt thất bại và ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga nếu nước này ưu tiên phòng thủ xây dựng lại năng lực tác chiến và tấn công ở khu vực đối phương dễ bị tổn thương nhất. Theo ông Michael Kaufman, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie, có trụ sở tại Mỹ, nếu Ukraine chuyển sang thế thủ và giữ phòng tuyến, họ sẽ đẩy Nga vào thế bất lợi khi phải hao tổn nhiều nguồn lực để tấn công vào những trận địa được củng cố. Trong quá trình giữ vững phòng tuyến, Ukraine có thể xây dựng lại lực lượng thông qua tái cơ cấu các đơn vị, tăng cường huấn luyện, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và viện trợ quân sự từ phương Tây. Đồng thời, quân đội nước này cũng có thể tiến hành tấn công có chọn lọc và những mắt xích yếu nhất của Nga trên tiền tuyến, thay vì phản công diện rộng như hồi năm ngoái. Cách đánh này có thể bào mòn dần năng lực của Nga, tạo cơ hội cho các hoạt động tấn công lớn sau này của Ukraine. Xe tăng thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ số 21 đã phá hủy một phương tiện đột kích M1150, mẫu xe công binh của lục quân Mỹ, chuyên làm nhiệm vụ phá mìn gần Adipka, đây được coi là xe bọc thép dùng khung thân xe tăng Abrams đầu tiên bị hạ ở Ukraine. Video được công bố cho thấy chiếc M1150 dường như bị trúng mìn và bị kíp lái Ukraine bỏ lại trên khu vực chống trải. Xe tăng Nga sau đó bắn vào chiếc M1150 nhằm ngăn Ukraine kéo phương tiện này về để sửa chữa. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng mẫu M1150 có giá tới 4 triệu đô la Mỹ là một trong những phương tiện được bảo vệ tốt nhất và linh hoạt nhất xe M1150 sử dụng khung thân của xe tăng M1 Abrams, thiết bị gắn bộ cài mìn của Anh và bệ phóng dây nổ để phá mìn. Biên tập của Forbes nhận định đây là tổn thất đầu tiên được xác nhận đối với xe phá mìn M1150 trong biên chế quân đội Ukraine. Khi nằm bất động trên khu vực chống trải, chiếc M1150 với kích thước lớn trở thành mục tiêu dễ dàng cho các khẩu đội pháo, máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone hoặc tổ săn tăng của Nga ở mặt trận trên không business insider dẫn lời các chuyên gia cho biết ukraine đang cạn kiệt các tên lửa quan trọng để bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của nga điều này có thể tạo cơ hội cho lực lượng không quân nga tiến công mạnh mẽ hơn các chuyên gia quân sự cho rằng đây là một diễn biến có thể tác động lớn đến tình hình cuộc xung đột ukraine đang gặp bất lợi lớn về sức mạnh không quân nga là một trong những nước có lực lượng không quân mạnh nhất thế giới trong khi ukraine có ít máy bay hơn và chủ yếu sử dụng những mẫu máy bay cũ Mặc dù vậy, Ukraine vẫn cố gắng ngăn chặn các cuộc không kích của lực lượng Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo các quan chức Ukraine, lực lượng phòng thủ của Ukraine cũng đã phá hủy các máy bay phản lực của Nga nằm trong tầm bắn, trong đó có 7 chiếc vào tuần trước. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng nếu không có thêm nguồn viện trợ từ phương Tây, Ukraine sẽ không có đủ hệ thống phòng không đánh chặn để ngăn chặn tên lửa Nga tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng và quân đội nước này. Theo The New York Times, các quan chức Mỹ cho biết vào đầu tháng 2 rằng trừ khi nguồn cung được bổ sung, Ukraine sẽ chỉ có đủ hệ thống phòng không để chiến đấu với Nga đến tháng 3. Nga đang thể hiện khả năng chiến đấu tốt hơn trên tiền tuyến. Gần đây nhất, Nga thông báo kiểm soát thành phố Adipka ở khu vực Donetsk. Trong trận chiến ở Adipka, lực lượng không quân của Nga đã hỗ trợ tầm gần cho lực lượng bộ binh đang tiến công. Điều này cho thấy Moscow đang chiếm ưu thế trên không ở mức độ nhất định. Các chuyên gia quân sự cho rằng nếu nga tăng cường tấn công từ trên không điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho ukraine ukraine thiếu hụt tên lửa phòng không có thể đồng nghĩa với việc nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa justin bronk nhà nghiên cứu cấp cao tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia anh cho rằng ukraine đã sử dụng tên lửa đất đối không để ngăn chặn nga thiết lập ưu thế trên không tuy nhiên nếu ukraine không có đủ hệ thống phòng không lực lượng không quân nga thực sự có khả năng tạo ưu thế trên tiền tuyến theo chuyên gia Bront, nếu Ukraine không thể duy trì khả năng trong việc tăng phạm vi bao phủ của hệ thống phòng không trên tiền tuyến và nhiều khu vực, họ có nguy cơ thất bại trong cuộc xung đột. Theo đài RT, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, Armenia trên thực tế đã đình chỉ tham gia thỏa thuận an ninh quan trọng với Nga, với lý do căng thẳng tiếp tục gia tăng với nước láng giềng Azerbaijan. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Frank 24 được công bố, ông Pashinyan nói rằng Đất nước của ông ngày càng không hài lòng với tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO, khối gồm 6 thành viên được thành lập ngay sau khi Liên Xô tan rã. Thủ tướng Pashinyan giải thích: "Chúng tôi tin rằng trong trường hợp của Armenia, hiệp ước đã không được thực thi, đặc biệt là vào năm 2021, 2022 và nó không thể không được chú ý. Chúng tôi đã đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước này. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo." Armenia bắt đầu từ chối tham dự một số sự kiện và cuộc tập trận quân sự của CSTO vào năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan trước đây cho biết Yerevan không có kế hoạch chính thức cắt đứt quan hệ với khối. Tuy nhiên, ông kêu gọi khối và lãnh đạo Nga ủng hộ Armenia trong cuộc xung đột với Azerbaijan và lên án sự hung hăng của nước này trong khu vực. Đầu tháng này, Yerevan và Baku đổ lỗi cho nhau về việc để nổ ra một cuộc đọ súng ở biên giới khiến bốn binh sĩ Armenia thiệt mạng và một lính biên phòng Azerbaijan bị thương. Hai nước láng giềng vùng Caucasus đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sáp nhập với Armenia. Các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Nagorno-Karabakh được tổ chức từ năm 1992 với sự trung gian của nhóm Minsk thuộc tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng vai trò tham gia của Nga, Pháp, Mỹ, Belarus, Đức, Italy. Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, song cũng không thể hạ nhiệt xung đột. Tháng 9 năm 2023, Azerbaijan bất ngờ đưa quân đến Nagorno-Karabakh và chỉ sau một ngày giao tranh, nước này tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khu vực này khi lực lượng người sắc tộc Armenia hạ vũ khí và giải tán lực lượng. Gần đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã nhất trí giải quyết bất đồng giữa hai nước thông qua các biện pháp hòa bình. Thủ tướng Đức đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia bên lề hội nghị an ninh Munich. Cam kết tránh xung đột cho thấy căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặt khác trước đó, Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không đồng tình với Armenia về cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm của Moscow là đúng đắn. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của nước này và Armenia về Ukraine là khác nhau hoàn toàn nhưng điều đó sẽ không ngăn cản Moscow và tin rằng lập trường của mình là đúng. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người nói rằng Armenia không phải là đồng minh của Nga liên quan đến vấn đề xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói, trên thực tế, chúng tôi có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về những gì đang diễn ra ở Ukraine và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nói chung. Đây không phải là bí mật. Vì vậy, chúng tôi biết những người bạn Armenia của chúng tôi đang đứng ở đâu. Chúng tôi không đồng ý với họ về vấn đề này, và sẽ tiếp tục khẳng định rằng quan điểm của chúng tôi là đúng đắn tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người armenia hải ngoại ở đức ông pasinian nhắc lại rằng yerevan không ủng hộ nga về vấn đề ukraine nêu rõ armenia không phải là đồng minh của nga khi nói đến cuộc chiến ở ukraine